Kính chào các đồng chí trong ban tổ chức, các anh chị phụng sự viên, các thầy cô giáo và các anh chị học viên. Hành trình phụng sự kiến tạo khoa chính đã khép lại với những dấu ấn đầy cảm xúc và ý nghĩa. Ban tổ chức xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh chị phụng sự viên đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình vừa qua. Sự cống hiến, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của các anh chị phụng sự viên là chìa khóa dẫn đến thành công của hành trình kiến tạo văn hóa đọc K9. Nhờ có các anh chị, con thuyền tri thức đã cập bến an toàn, mang theo những trái ngọt để sự lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng. Ban tổ chức xin được tri ân sự tận tâm chu đáo của các anh chị đã luôn dành trọn tâm huyết, mệt mài, cống hiến để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các anh chị luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả và đầy ắp tiếng cười. Các anh chị cũng đã truyền cảm hứng cho học viên bằng niềm đam mê mãnh liệt với sách và mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Hành trình kiến tạo văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở đây. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc đến với mọi miền Tổ quốc, góp phần nâng cao tri thức và bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ. Vì vậy, ban tổ chức xin trân trọng kêu gọi các học viên đã từng tham gia hành trình kiến tạo văn hóa đọc và hành trình văn hóa đọc xuyên Việt 2024, những người đã được truyền lửa bởi các anh chị phụng sự viên K9, cùng đồng hành trong hành trình đào tạo ban phụng sự ba gốc K5. Đây là cơ hội để các bạn học viên trau dồi kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm phụng sự, đồng thời tiếp nối sứ mệnh cao cả của các anh chị phụng sự viên K9, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng. Ban tổ chức tin tưởng rằng với sự đồng lòng và nỗ lực của các học viên, hành trình đào tạo ban phụng sự ba gốc K5 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tạo nên một thế hệ trẻ yêu sách, ham học hỏi và giàu tri thức. Cảm ơn các thầy cô, các anh chị đã theo dõi và lắng nghe.